Câu chuyện khởi nguồn từ một chàng trai. Chuyện kể về một chàng trai sinh ra và lớn lên trên một vùng đất có tên gọi là Xứ Chả. Cái tên đó anh cũng không biết được gọi từ bao giờ và khi nào. Chỉ biết rằng từ khi còn nhỏ, anh ấy đã biết đến cây chả, đồi chả và cả một vùng chả xanh mơn mởn. Bởi vậy, thói quen uống chả đã đi vào từ cái tuổi thơ của anh. Lớn lên anh đã đi tìm hiểu về cây chả và đặc biệt là chả Thái Nguyên. Càng tìm hiểu sâu thì anh lại càng đam mê về nó. Anh càng hiểu tại sao bố anh ngày xưa lại khuyên thường hay uống chả và uống như thế nào cho đúng. Bởi lẽ đó, anh chọn một con đường đi cho riêng mình, đó là mang cái sản phẩm trà Việt Nam quê hương anh tới mọi miền trên Tổ quốc và các bạn bè trên thế giới qua thương hiệu trà Tiên Lộc. Tại sao có cái tên gọi là trà Tiên Lộc? Đối với người dân xứ Chả thì cây trà là cây và là một trong những cái mầm trà. Cái phần ngon nhất của cây trà được thu hái để làm ra các cái sản phẩm trà chất lượng nhất. Và tiên là người đạt lên tới cảnh giới cao nhất để thưởng thức trà, hay còn gọi là thẩm trà. Những người chỉ uống trà, loại trà ngon, thượng hạng, chất lượng. Lầu là với cái tên gọi cao quý nhất và yên tĩnh thanh tịnh để những người đam mê thưởng trà. Nơi đây là một nét văn hóa cao quý của các vua chúa thời tiền cổ. Còn hiện nay thì đã có những không gian trà thưởng thức hiện đại và rất đẹp. Sứ mệnh của trà Tiên Lầu. Trà Tiên Lầu có sứ mạng phục vụ hàng triệu khách hàng khắp cả nước, duy trì hương vị truyền thống thân thuộc quê hương trong mỗi câu chuyện. Chén trà là đầu câu chuyện, khác với đồ uống nhanh trong cuộc sống công nghiệp. Trà Tiên Lầu đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về phong cách uống trà của người Việt. Khách hàng của Trà Tiên Lầu là những người lớn tuổi, trung tuổi, những người đang bận rộn với công việc trong cuộc sống công nghiệp hối hả, hay những người con xa quê hương mong muốn tìm thấy hương vị truyền thống của quê hương. Thông qua những chén trà, điếu thuốc, những người tìm đến trà không chỉ là uống trà mà còn để thưởng thức, để được đi chậm lại chiêm nghiệm những điều giản dị trong cuộc sống giữa xung quanh nhộn nhịp cuộc sống tấp lập vội vàng của thời đại công nghiệp.